mà lại nổi tiếng và hot trên cả Facebook lẫn YouTube như vậy? Mới đây, anh còn có phim ngắn đang ở trên top đầu của bảng thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Hình ảnh anh chàng khá bảnh với mái tóc cạo trọc và để bơm luôn xuất hiện với những điệu nhảy múa uốn lượn, tay quay liên tục cùng với những video livestream của khá bảnh khiến khá nhiều người thắc mắc đây là ai. Thậm chí đã hình thành cộng đồng fan khá bảnh, gồm nhiều bạn trẻ vốn đã thần tượng phong cách ăn mặc, cách sống của khá bảnh. Lướt mấy fanpage chuyên ghép ảnh lúc nào cũng có mặt khá bảnh với hàng nghìn lượt like, share và comment. Hãy cùng top 10 thú vị khám phá ngay nhé! Khá bảnh là ai? Khá bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, sinh ngày 27 tháng 11 năm 1993 tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong một gia đình có 3 chị gái, Khá bảnh là con trai duy nhất. Khá bảnh chia sẻ mình cao 1m70, nặng 61kg. Từ nhỏ, Khá bảnh rất nghịch ngợm và ưa thích đánh nhau, lớp 6 đã yêu say đám bạn cùng lớp. Do đánh nhau nhiều lại nghịch ngợm nên Khá bảnh bị nhà trường đuổi học. Dù được gia đình, bố mẹ lên xin nhưng chứng nào tật ấy khiến Khá bảnh phải nghỉ học lúc năm lớp 7. Từ đây, Khá bảnh bước vào con đường bụi đời. Cậu tự hào ngay từ 14 tuổi đã đi khắp Việt Nam, còn thực tế thì chưa ai kiểm chứng. Khá bảnh chia sẻ trước đây cũng xung phong đi bộ đội nhưng không ai cho. Họ bảo, loại như mày chỉ đi bụi đời thôi chứ không bộ đội nào chứa mày. Khá bảnh đã từng đi tù. Đầu năm 2011, Khá bảnh lúc ấy mới 17 tuổi. Do nhiều vụ gây rối và đánh người gây thương tích nên đã bị đưa vào trại giáo dưỡng số 2 tại Yên Mô, Ninh Bình, một cơ sở giáo dưỡng trực thuộc Bộ Công an. Theo chia sẻ của mình, Khá bảnh cải tạo ở đây 2 năm và trong lịch sử hơn 40 năm của trung tâm, chưa một cá nhân nào dám đứng lên làm thủ lĩnh 1.000 học viên ở đây như là Khá bảnh đã từng làm. 43 năm ngày thành lập trường giáo dưỡng, chưa một ai cầm trịch được cái trại ấy, mà đến nay có Ngô Bá Khá, Bắc Ninh. Khá bảnh tự hào khi kể về thành tích của mình lúc livestream trên Facebook. Khá bảnh ra trại vào ngày 1 tháng 12 năm 2012, sớm hơn 3 tháng so với án phạt lúc đầu. Anh chàng này chia sẻ, cậu bắt đầu xây dựng đế chế từ năm 2013 và có tiếng tăm từ đó. Nghề nghiệp của Khá bảnh chủ yếu là cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, hành hung và đánh người. Chính vì thế mà Khá bảnh đã phải vào tù vài lần nữa, nhưng thời gian ngồi khám không dài. Án phạt là hành vi gây thương tích liên quan tới cho vay tiền hay đòi nợ thuê, chứ không hề có chuyện cướp, giết hay là hiếp. Lần gần nhất Khá bảnh ra tù là vào ngày 24 tháng 9 năm 2017. Sự kiện gây chú ý trên cộng đồng mạng Facebook vì có nhiều anh em đến đón. Nhiều trang mạng giật tít. Khá bảnh ra tù, anh em xã hội đen lên đón đông như phim Trung Quốc. Video ghi lại cảnh Khá bảnh ra tù hiện đang là video nhiều view nhất trên kênh YouTube của anh. Video được đăng tải vào ngày 27 tháng 9 năm 2017 với tổng cộng trên 10 triệu view và Khá bảnh đã bày tỏ là anh rất rung động trước tình cảm của anh em dành cho mình và sẽ luôn sát cánh bên anh em. Tầm ảnh hưởng của Khá bảnh với fan. Khá bảnh nổi tiếng từ lâu với lối sống giang hồ, kiểu hào sảng, đậm chất anh chị. Nhưng chính điều đó lại khiến mấy bạn trẻ yêu thích. Kiểu ăn mặc không giống ai, ngầu đời, rồi ăn nói rất trượng phu. Tuy nhiên, cũng không ít người coi fan của Khá bảnh như là nhóm trẻ trâu thích đua đòi. Bởi vì cách ăn mặc nhìn bụi đời quá, tóc đỏ tóc xanh, rồi quần áo thì luộm thuộm. Vậy nên mới có status của fan Khá bảnh lên tiếng về lựa chọn của mình. Đề nghị mọi người tôn trọng quyết định của họ về việc thần tượng anh Khá bảnh. Đừng có cái nhìn phiến diện về dân ăn chơi. Khá bảnh đã từng livestream và chia sẻ về tầm ảnh hưởng của mình. Trong clip, thanh niên này đã chia sẻ rất nhiều về quan hệ của mình với những người được gọi là anh em xã hội và thanh niên còn chia sẻ thêm về tiếng nói của mình có sức ảnh hưởng rất lớn tới thế giới ngầm này. Kênh Khá bảnh có gì? Kênh YouTube của Khá bảnh nhận được sự yêu mến của nhiều bạn khán giả với hiện tại là gần 850.000 lượt đăng ký. Nội dung trên kênh chính là những video quẩy của Khá bảnh nhưng hiện tại đã mở rộng ra nhiều chủ đề. Có thể kể đến như là những video livestream trò chuyện, trải lòng cùng với anh em bốn phương, hay video đời sống đi xem bóng đá, chúc fan thi tốt, kể chuyện làm YouTube, video đi ăn, video hậu trường mang lại những hình ảnh chân thực và tiếng cười cho các fan. Chính phong cách ăn mặc, cách quẩy trên mọi nền nhạc và cách sống của Khá bảnh khiến mọi người thích thú và đón nhận. Sản xuất phim ngắn. Và sau một thời gian dài ấp ủ, đầu tư kỹ lưỡng, phim ngắn Tình Anh Em của Khá bảnh đã ra mắt với thời lượng 15 phút.
Tình anh em là câu chuyện có thật trong cuộc đời Khá Bảnh. Kể về việc của thằng em chơi bời, cờ bạc thua tha, nợ tiền rồi bị đánh đã để Khá Bảnh phải xử lý, giả tiền rồi đòi lại công bằng. Trong video, Khá Bảnh đã để lại nhiều câu nói khiến fan tâm đắc như ở xã hội này không có đúng sai, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Kẻ yếu thì đi viện, kẻ mạnh thì đi tù. Hiện tại thì video đã đạt được 4 triệu view và đang ở top 1 của bảng xếp hạng video thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Bên cạnh những bình luận khen thì cũng có những khán giả góp ý rằng nội dung video chưa thực sự ý nghĩa và diễn xuất của các nhân vật chưa đạt. Bạn đã xem video này chưa và bạn cảm nhận về video tình anh em như thế nào? Hãy cùng comment để Khá Bảnh có động lực sản xuất những video phim ngắn tiếp theo nhé! Thời trang Khá Bảnh phổ biến. Thời gian qua, fan Khá Bảnh trở thành hiện tượng gây tranh cãi trên mạng xã hội vì kiểu hành xử thích thể hiện và có phong cách ăn mặc được cho là không giống ai. Mặc dù cuộc sống là của mỗi người, chúng ta tự do làm điều mình thích, miễn là không vi phạm pháp luật. Thế nhưng hình ảnh về các thanh niên này khi xuất hiện trên các mạng xã hội vẫn khiến nhiều người ái ngại và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trước việc bị cộng đồng mạng ném đá, fan Khá Bảnh đã có màn đáp trả khá. Bọn tao xài đồ chữ tàu ao nhé! Ngay lập tức, bài viết đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng với hàng chục nghìn lượt thích và màn bình luận cực kỳ sôi nổi xoay quanh chủ đề fan Khá Bảnh. Với những lời lẽ khá sắc bén khẳng định phong cách của mình không có gì đáng chê cười, thậm chí còn tuyệt vời hơn nhiều người, fan Khá Bảnh chẳng những không khiến người khác khuất phục mà còn nhận thêm màn gạch đá tơi tả hơn. Đóng MV cùng Vanh Leg. Khá Bảnh có mối quan hệ khá thân thiết với Vanh Leg khi xuất hiện trong hai video parody là Giấc Mộng Ca Sĩ và Động Thăng Thiên. Tuy chỉ xuất hiện ở phân cảnh ngắn, nhưng Khá Bảnh thể hiện xuất sắc vai diễn của mình và nhận được sự hưởng ứng tích cực của mọi người. Ngoài ra, thỉnh thoảng Vanh Leg cũng xuất hiện và quẩy cùng Khá Bảnh trong các video trên kênh. Điệu nhảy thương hiệu của Khá Bảnh. Nhắc đến Khá Bảnh thì không thể nào không nhắc đến những điệu nhảy huyền thoại của anh. Chỉ cần cho Khá Bảnh một nền nhạc Vinahouse thì phần còn lại hãy để Khá Bảnh lo. Cho dù sân khấu là ở bar, ở phòng karaoke hay là ở đâu đi chăng nữa thì Khá Bảnh cũng quẩy, cũng mua quạt được hết. Khá Bảnh và những YouTuber khác. Trong lần đi bar đầu tiên của Nguyễn Thành Nam, anh đã gặp gỡ Khá Bảnh trên sân khấu và đã quay clip up trên kênh để chia sẻ cùng với mọi người. Ngoài ra, Khá Bảnh còn có hẳn một danh sách video riêng đăng tải về những video quẩy cùng Mạnh Dũng. Mạng xã hội Khá Bảnh dùng. Ngoài kênh YouTube hiện tại với 850.000 sub, Khá Bảnh còn sử dụng Facebook để tương tác với fan của mình. Facebook cá nhân của anh tên là Khá Bá Ngô với hơn 520.000 người theo dõi. Fanpage là Khá Bảnh, sân chơi giới trẻ với 270.000 lượt like, đăng tải những hình ảnh đời thường, tâm sự trải lòng cùng chia sẻ về những video mới nhất của anh. Ngoài ra còn có group Gia Đình Khá Bảnh với 10.000 thành viên để anh em tương tác với nhau tiện hơn. Dù gì thì ở Facebook cũng dễ nói chuyện hơn phải không nào? Các bạn đã like và theo dõi Facebook cá nhân, fanpage của Khá Bảnh chưa? Nếu là fan của anh ấy thì hãy like luôn để cập nhật những thông tin mới nhất nhé! Các bạn có phải là fan của Khá Bảnh không? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại comment bên dưới. Và cũng đừng quên nhấn like và nhấn subscribe kênh Top 10 Thú Vị để chờ đón những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!